Xin chào tất cả các anh chị em kỹ thuật ngành barcode. Hôm nay Nghi xin mạo muội hướng dẫn các anh chị một kỹ thuật kết nối, một kỹ thuật khắc phục sự cố trên máy in Datamax Onel E4305A hoặc Datamax E4204, E4205. Hiện tại máy in này đang có tình trạng là in top fit vô tư bình thường, tức là giấy bằng cảm nhiệt direct. Kỹ thuật hôm nay Nghi xin hướng dẫn về nội dung làm cách nào để khắc phục sự cố khi máy in báo lỗi. Khi máy in này báo lỗi, khi nó hiện màu đỏ thì không thể nào thực hiện được lệnh in từ máy tính về máy in. Chính vì vậy anh chị sẽ vào phần driver của máy in. Đây là driver của máy in, đây là máy in driver máy in. Anh chị có thể xem driver máy in, đảm bảo cho tôi tính kết nối về phần cứng cũng như phần mềm như cũ. Anh chị em có thể lên trên board đó, đảm bảo với tôi vẫn kết nối như cũ. Ví dụ như cổng USB này của tôi là đang kết nối như cũ và đến cái máy in này. Bây giờ đảm bảo kết nối cũ rồi mà vẫn báo lỗi, vẫn không in được, thì bước tiếp hai tôi sẽ hướng dẫn các bạn vô phần tool. Vô tool, trong phần tool này nó có thể hiện cái biểu tượng printer bao gồm các ba mục print, action và config. Tập trung ngay chỗ phần config. Trong config này các bạn lấy dùm cho tôi về config printer này nó sẽ lấy được cấu hình hiện tại. Tại sao phải lấy cấu hình hiện tại? Cấu hình hiện tại là cấu hình mà hiện tại trên cái máy in này, Datamax này, nó có giấy mực hay là mực không ha, ABC, thì nó sẽ đưa về toàn bộ như thế này. Ví dụ như cái giấy này thực tế nó đang là giấy continue, chức năng của nó là tích hợp mực rồi, cho nên không cần phải mực, cho nên nó chuyển sang chế độ direct và kích thước của giấy như thế này. Đó là lấy được thông tin. Khi bạn lấy thông tin xong, bạn đẩy lên. Mà khi bảo trong trường hợp máy in đã chuyển đổi là đèn đỏ thì mình mới lấy. Ok, mình thử coi. Rồi clip. Rồi thì lúc mình đưa lên thế là nó nhảy. Đó, những hiện tượng đang update lại cấu hình hoặc là đang bị bỏ lỗi mà mình in không được. Bây giờ hãy chờ một chút xíu, từ đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Trong vòng 15 giây khoảng đó, rồi trở về màu xanh. Thôi bây giờ mình sẽ in test kiểm tra lại bằng cách print. In cái config ra hoặc là in cái những thông tin test thay vì ABC, mình in config của máy lại. Đây là thực hiện đó, máy in đang in đó. Máy in đang in cấu hình ra. Rồi, và máy vẫn đảm bảo như thế này. Vậy thì hồi nãy giờ các anh chị em chưa thấy được tình trạng báo lỗi. Khi nào mình sử dụng trường hợp này? Khi nào máy in trên máy in này nó luôn luôn đèn đỏ ha, nó một đèn đỏ hoặc hai đèn đỏ . Đây là trong trình hợp mà đã khắc phục xong rồi, tốt rồi, thì nó đèn xanh. Cái trong trường hợp cái đèn này đèn đỏ một trái, đèn đỏ một phải mà nó luôn luôn bật hoặc là một trong hai đèn nó vẫn còn hiện đỏ thì sẽ không bao giờ thực hiện được lệnh in. Chỉ khi nào máy in ở trạng thái như thế này thì mới thực hiện được lệnh in. Các anh chị nên nhớ, khi kết nối phần cứng và phần mềm giữa máy tính và mình đã ok rồi mà đèn đỏ vẫn báo hiệu thì không thể nào mà thực hiện lệnh in được. Chính vì vậy anh chị có thể calip bằng tay trên máy này, tắt nguồn và giữ nút 15 giây để nháy chớp, khi nào nó hiện sang đèn xanh chớp, các bạn buông ra thì lúc đó máy tự động calip giấy thì ok, mình không thực hiện những bước nãy giờ mình làm. Trong trường hợp mà máy calip bằng tay mà vẫn xảy ra trường hợp màu đỏ không nhận được giấy
Thì vui lòng anh chị thực hiện 2-3 bước vừa rồi mình đã hướng dẫn như đoạn đầu clip. Ok, vậy là xong. Để thực hiện video clip này, chúng tôi phải trải qua nhiều vấn đề. Mình sẽ tham khảo tài liệu ABC về thực hành để có một kết quả cho những người kỹ thuật để tiến hành một cách nhanh nhất, không có mất thời gian như mình hay là tất cả những anh em kỹ thuật đang mới vào nghề cần phải chú ý điều này. Cái thứ hai nữa, Nghi cũng muốn nói rằng anh chị em xem clip mình làm có để giải quyết được vấn đề cho anh chị em hiện nay không. Nếu có còn thiếu sót gì, anh chị em vui lòng comment bên dưới và gửi cho tôi một cái gợi ý hoặc là góp ý để hoàn thiện trong clip mới, để giúp cho các anh em kỹ thuật trong ngành barcode sử dụng một cách tốt nhất, đồng thời phục vụ thị trường mã số mã vạch tại Việt Nam một cách nhanh chóng nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn năm mới 2018 thành công và phát triển.